notevole, everybody. Yeah, la notevole dune, mấy phương đông và lưu phương đông. Và thấy một cái không khí là quá là tưng bừng như vậy thì đêm nay có thể là hát bao nhiêu bài cũng được, nếu được cho phép.
làm gì. Cố nhà sư Kim Quế học thôi. Oh.
Thank you cho đêm nay. Hội Thu sẽ hẹn gặp lại mọi người vào lần sau.